Xin thân ái mến chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang bán hai con các bạn. Hai con Mitsubishi. Một con thì GB 227 ngựa. Còn một con thì GM 1816 ngựa. Cái hai con này đều là cốt xéo tuổi chậm nha các bạn. Hai con này đều có đề đó nha. Hai máy này vừa giật được, đề được. Đây là con Mitsubishi GB 227 ngựa. Con 7 ngựa này thì nó có cái mặt giật với cái bình xăng bằng mũ nha các bạn. Đây. Còn con này là con Mitsubishi GM 181. Con này 6 ngựa các bạn. Mấy máy này đều là hàng bãi nha các bạn, hàng tiễn nha. Hàng rất là đẹp. Thì hai con này đều nó có hệ thống đề. Thì anh em muốn giật giật đề nha. Rồi anh em cũng vừa đó nói xong luôn. Nhưng các bạn lúc đề, các bạn đề thì cái nó có cái hệ thống là nó hồi điện các bạn. Nó tự sạc điện luôn nha. Nó sạc điện vô cái bình mình luôn á. Thì các bạn không có sợ nó hết bình khi mình chạy nha. Đây là con GB 220. Thì anh em cũng vừa làm dàn cầu xong các bạn. Rất là đẹp nha. Đây là cái chỗ mình đề các bạn. Ở trên là mình khóa đề nha, còn dưới là công tắc. Thì các bạn giật thì giật đề nha. Các bạn như không muốn giật thì các bạn mua cái bình nhỏ, bình xe máy á. Các bạn chỉ là đấu vô cộng trừ là các bạn chỉ là đề các bạn. Rất là dễ nha. Thì anh em muốn giật thì muốn đề thì mua cái bình nhỏ này mình đề. Thì bên mình cũng đã lắp ráp xong các bạn, đâu nói gọi hết trơn này, chỉ là bạn ghim bình cho thôi à. Đây, con GB 27 ngựa này thì nó có cái mặt giật với cái bình xăng mũ. Còn cái con GM 181 thì nó bằng sắt nha các bạn, chụp giật với mặt nạ bằng sắt nha. Rồi anh em bắt đầu chuẩn bị test máy cho các bạn xem tham khảo nha các bạn.